những nhân vật sở hữu haki quan sát cấp cao. Số 1, Tứ Hoàng Sạch Tóc Đỏ. Shanks được cho là một trong những nhân vật mạnh nhất tác phẩm. Anh là thuyền trưởng của băng hải tặc tóc đỏ. Dưới sự dẫn dắt của anh, họ đã trở thành một trong những băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới. Shanks sở hữu số tiền truy nã lên đến 4.038.900.000 berry, một trong những mức tiền thưởng cao nhất tác phẩm. Và trước khi thành lập băng hải tặc của riêng mình, Shanks từng là thành viên của băng hải tặc Roger. Do đó, anh bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của Roger và rất ngưỡng mộ thuyền trưởng. Đó có lẽ là lý do mà Shanks không ăn chay ác quỷ. Thay vào đó, anh đã rèn luyện và làm chủ haki một cách toàn diện. Khả năng kiểm soát haki của Shanks ở cấp độ cao hơn hẳn so với hầu hết các nhân vật trong tác phẩm. Anh có thể sử dụng 3 loại haki cấp cao. Tuy Shanks được biết đến là tứ hoàng sở hữu haki bá vương mạnh mẽ, nhưng ngoài ra, anh cũng có thể sử dụng haki quan sát rất điều luyện. Trong cuộc chiến chống lại Estar Kid, Shanks đã sử dụng haki quan sát để nhìn trước tương lai và ngay lập tức đánh bại Kid bằng đòn đánh phủ đầy haki bá vương. Shanks có nổi trội hơn so với các nhân vật khác có khả năng thấu thị tương lai. Anh có thể ngăn cản họ sử dụng haki quan sát cấp cao bằng bá khí. Với những sức mạnh đã thể hiện, không lấy làm lạ khi Shanks được cả hải tặc cũng như hải quân nể trọng. Những nhân vật sở hữu haki quan sát cấp cao. Số 2, Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy là nhân vật chính của tác phẩm, cậu là thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm và là một trong tứ hoàng ở thời điểm hiện tại. Luffy từng chiến đấu với rất nhiều nhân vật mạnh mẽ trong cuộc hành trình. Những trận chiến đó đã giúp cho Luffy trưởng thành hơn và nâng cao sức mạnh của mình. Ở phần đầu của tác phẩm, Luffy hoàn toàn phụ thuộc vào trái ác quỷ. Thế nhưng, cậu đã thay đổi rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Luffy đã học được cách sử dụng cả ba loại haki khi được huấn luyện bởi Silver Rayleigh. Tuy nhiên, phải đến ác đảo bánh, Luffy mới bắt đầu sử dụng được những dạng haki tiên tiến hơn. Trong trận chiến với Katakuri, Luffy đã đánh thức được khả năng thấu thị tương lai và gục được kẻ mạnh nhất dưới trướng của tứ hoàng Big Mom. Khả năng kiểm soát haki quan sát của Luffy còn thăng hoa hơn trong Aquano. Cậu đã nhìn trước được tương lai gần để tránh nhiều đòn chí mạng từ Kaido. Điều đó mở đường cho chiến thắng cuối cùng của anh ấy trước sinh vật mạnh nhất thế giới. Những nhân vật sở hữu haki quan sát cấp cao. Số 3, Tư lệnh ngọt Charlotte Katakuri. Charlotte Katakuri là một trong những tư lệnh ngọt của băng hải tặc Big Mom. Anh nổi tiếng với chuỗi thành tích bất bại trong chiến đấu. Do đó, những anh chị em của Katakuri luôn tự hào về anh. Họ tin rằng không ai đủ khả năng đánh bại anh trong một cuộc chiến. Katakuri đã ăn chay ác quỷ Mochi Mochinomi thuộc hệ Paramecia. Nó cho phép anh biến đổi cơ thể thành bánh mochi theo nhiều trạng thái khác nhau để chiến đấu. Khả năng kiểm soát chay ác quỷ của Katakuri vượt trội hơn rất nhiều nhân vật khác. Ngoài ra, anh cũng có thể sử dụng ba loại haki. Katakuri là người đầu tiên thể hiện haki quan sát cấp cao trong tác phẩm. Nhờ đó, anh có thể nhìn thấy trước tương lai. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt so với đối thủ. Katakuri gần như đánh Luffy đến chết. Thuyền trưởng băng mũ rơm chỉ có thể giải nguy sau khi đánh thức khả năng này. Sự kết hợp giữa haki quan sát cấp cao và trái ác quỷ đã khiến cho Katakuri trở thành một đối thủ đáng gờm. Như nhân vật sở hữu haki quan sát cấp cao. Số 4, Kaido. Kaido được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Có rất ít nhân vật trong tác phẩm có thể đả thương và càng ít kẻ đủ sức mạnh đánh bại hắn. Khi còn nhỏ, Kaido rất nổi tiếng nhờ sức mạnh của mình. Cũng vì khiếp sợ mà người dân đã đem bán hắn cho chính phủ. Sau nhiều lần chạy trốn và chinh chiến trên biển cả, Kaido đã tự thành lập băng hải tặc. Hắn sở hữu trái Uo Uonomi, màu đen thanh long. Một năng lực hệ doan thần thoại cho phép Kaido biến đổi thành một con rồng xanh. Ở dạng rồng, Kaido bao phủ gần như toàn bộ bầu trời phía trên thị trấn Kuri. Dù đã trở thành tứ hoàng, khao khát chiến thắng của Kaido vẫn vô cùng lớn. Hắn liên tục thách thức những đối thủ mạnh và gần như đánh bại tất cả. Với ham muốn trở nên mạnh mẽ và tinh thần hiếu chiến, không có gì ngạc nhiên khi Kaido sở hữu rất nhiều phiên bản nâng cao của ba loại haki. Kaido đã thể hiện khả năng thấu thị tương lai trong cuộc chiến với Luffy dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Có lẽ hắn không sử dụng nó quá nhiều vì tự tin rằng cơ thể cứng cáp của mình có thể chịu đựng được mọi đòn tấn công.